Xin chào tất cả anh em, chào mọi người đến với video của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một cái chủ đề rất là quen thuộc, đó là mình gợi ý đến cho mọi người top 10 chai nước hoa dùng dành cho thu đông. Mình hy vọng là trong cái video này mình sẽ có thể giúp được cho một số anh em mà đang có ý định chọn cho mình một cái mùi hương để mà dành dùng cho mùa lạnh 2019 này. Ok, ở vị trí số 10 chai nước hoa mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của Polo, nó có tên Polo Supreme Oud. Mùi hương của chai nước hoa này như thế nào thì nó cũng giống như hình dạng của em nó, một màu đen classic và đầy mạnh mẽ, một mùi trầm cộng kết hợp cùng với gỗ tạo nên cái mùi hương cực kỳ là strong, cực rất mạnh. Nó rất hợp với các anh em nào tầm độ khoảng từ 30 đổ về lên và đặc biệt là đang theo đuổi một phong cách classic, đang muốn hướng đến một phong cách giống như những người đàn ông ở những thập niên 80-90 thì cái mùi hương của Supreme Oud này là cực kỳ thích hợp dành cho các bạn đang muốn tìm một cái mùi hương dành cho thu đông. Do đó ở vị số 10 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em một sản phẩm của nhà Polo Supreme Oud. Ở vị trí số 9 đấy là một cái sản phẩm của nhà nước hoa này thì cái phong cách mùi hương của họ luôn mang đến một cái gì đó nó cá tính, nó gọi là nó đi ngược với các mùi hương của các hãng nước hoa còn lại. Và bản thân chai nước hoa này mình cũng rất là phân vân, không biết là có nên cho vào list thu đông của mình hay không, bởi vì thực tế mà nói thì nó theo như ở các cái diễn đàn hoặc là các cái review thì họ nói mùi hương này rất là fresh, nó hợp với mùa xuân. Thế nhưng với cá nhân quan điểm của mình thì mình lại thấy nó hợp với mùa thu ở mình của mình hơn, bởi vì cái mùi của nó vẫn khá là nặng so với cái điều kiện khí hậu của mình. Ở chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là You or Someone Like You của nhà It Libre Orange. Mình không biết là mình phát âm cái nhà nước hoa này có đúng hay không, bởi vì tên tiếng Pháp thì nó khó mà đọc chuẩn được đối với mình. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này thì nó là giống như một ly cocktail giữa chanh và soda. Nghe qua thì tưởng là fresh, thế nhưng các anh em cứ hãy thử xịt và cảm nhận, bởi vì mình có cảm giác nó giống như nó cũng vẫn là cái ly cocktail đó, nhưng nó có một cái gì đó nó dạng như kiểu có chất rock ấy, chất mạnh mẽ trong cái vị của ly cocktail này, cho nên mình nghĩ là nó có thể dùng được trong mùa thu ở Việt Nam mình, còn mùa hè thì mình nghĩ là nó không hợp. Anh em nào nếu mà có điều kiện hãy thử mua chiếc chai nước hoa này và thử xem là cái cảm nhận của mình có đúng hay không. Ở vị trí số 9, You or Someone Like You. Ở vị trí số 8, đó là Tam Đảo, gỗ đàn hương. Mình nghĩ là rất nhiều anh em đã biết đến mùi hương của chai nước hoa này rồi, cho nên là thôi, mình xin phép mình không chém gió nữa, bởi vì thực tế mà nói thì cái nốt gỗ nó không phải là điểm mạnh của mình. Do đó là mình nghĩ là mình chỉ cần nói Tam Đảo là anh em đều ok, đây là cái mùi hương rất là xứng đáng để dành dùng cho thu đông ở Việt Nam của mình. Ở vị trí số 8, Tam Đảo. Ở vị trí số 7, đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent, nó có tên là Why by Yves Saint Laurent. Chai nước hoa này được đánh giá là có cái nét tương đồng với Versace Eros, nhưng nó nhẹ nhàng hơn và nó mềm mại hơn. Cái chai nước hoa này thì nó rất là phù hợp với các anh em nào đang cái tầm độ tuổi teen đổ lên tầm từ khoảng 20 cho đến 25 ấy. Cái độ tuổi nó vẫn còn có cái sự ngọt ngào, có cái sự nồng nàn và đầy năng lượng trong cuộc sống, thì cái mùi hương của Why by Yves Saint Laurent này nó cũng rất là phù hợp nếu như anh em nào đang theo đuổi cái phong cách trẻ trung và có cái gì đó nó rất là nồng nàn đấy, rất là phù hợp. Do đó ở vị trí số 7 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Why by Yves Saint Laurent. Ở vị trí số 6 đó là một sản phẩm của nhà Acqua di Parma. Đây là cái mùi hương mình muốn dành cho các anh em nào cũng có một cái phong cách classic hoặc ít nhất là cái kiểu sơ mi quần tây mà có một cái gì đó nó chững chạc rồi, thì Acqua di Parma Leather là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Mùi hương này nó đúng theo cái kiểu chất của người đàn ông Địa Trung Hải. Đó mà một cái gì đó nó rất là, mình không biết phải diễn tả như nào, nhưng mà mình cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, classic, nhưng mà nó không có cái kiểu nặng nề thô ráp giống như kiểu của người Anh, mà nó vẫn có một cái gì đó nó rất là khá là lãng tử đó. Classic nhưng mà vẫn có một cái gì đó nó rất là khá là lãng tử, chứ nó không kiểu như là bằng phẳng gồ ghề đó. Thì
Các anh em nếu mà có điều kiện hãy cứ thử mùi hương của Acqua di Parma Leather này, mùi da thuộc nhưng không hề nặng nề mà ngửi rất là nhẹ nhàng, bởi vì nó kết hợp với cái note citrus đó, rất là hay. Ở vị trí số 6 đó là Acqua di Parma Leather. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm của nhà Prada, nó có tên là Prada Lolo. Mùi hương này thì nó có điểm chung và cũng có cái điểm khác đối với phiên bản đầu tiên, đó là Prada Lolo, cũng là nốt hoa diên vĩ. Thế nhưng ở cái chai nước hoa này, cái nốt cuối của nó đã có, nếu mình nhớ không nhầm là có cả gỗ tuyết tùng, cho nên mở đầu là cái mùi hương hoa diên vĩ rất là đặc trưng các cái dòng sản phẩm của nhà Prada. Và ở cái nốt cuối của nó có thêm gỗ kết hợp cùng với hoa diên vĩ, tạo nên cái mùi hương nó vẫn rất là nhẹ nhàng, thoang thoảng, nhưng cũng có một cái chút gì đó đậm đà ở nốt cuối. Do đó nếu như sử dụng trong cái thời tiết mùa thu đó và xịt để đi làm thì mình thấy chai nước hoa này rất là hợp, phù hợp với các anh em nào cần một cái mùi hương dùng cho công sở trong cái mùa lạnh đó. Ở vị trí số 5 đó là Prada Lolo. Ở vị trí số 4 đó là một sản phẩm có mùi hương thuốc lá. Các anh em được biết là cái thành phần nguyên liệu này rất là được chuộng trong các chai nước hoa dành cho nam, và có rất nhiều sản phẩm có cái mùi hương này. Và chai nước hoa hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là Replica Jar Club. Khi các anh em xịt mùi hương này, mọi người sẽ thấy nó là một cái sự blend mùi, một cái sự hòa quyện rất là tuyệt vời, ngọt ngào và nồng nàn. Khi mà mình ngửi mùi hương này thuốc lá thì mình không thấy nó rõ ràng cho lắm. Có thể với cái trình độ của mình thì nó chưa đến cái mức độ mà ngửi được rõ cái nốt thuốc lá. Thế nhưng để nói lại mùi hương của chai nước hoa này thì nó cực kỳ nồng nàn, cực kỳ là êm mượt, rất là dễ chịu khi mà ngửi. Thì trong cái tiết trời thu đông, anh em xịt chai nước hoa này đó, có thể mặc khoác áo măng tô hoặc là áo khoác jacket chẳng hạn, tùy. Thế nhưng xịt mùi hương này nó đều cảm thấy cho các chị em cảm thấy rất là ấm áp và quyến rũ. Ở vị trí số 4, Replica Jar Club. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Perry Ellis, nó có tên là Oud Light Vanilla Absolute. Đây là một chai nước hoa cực kỳ mình đánh giá rất là cao, bởi vì cái sự kết hợp giữa vani và oud của nó rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc. Bản thân mình khi mà cho mọi người ngửi mùi hương của chai nước hoa này thì mình cũng chưa thấy ai chê mùi hương của nó cả. Do đó mình sẽ xếp nó ở vị trí số 3 trong cái list giới thiệu của mình những cái chai nước hoa dành cho thu đông. Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolute. Ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo, một cái mùi hương mà được đánh giá giống với cái bánh tiramisu đó là Salvatore Ferragamo Uomo. Đây là một mùi hương không phải là xuất sắc, nhưng nó lại rất là dễ gây nịnh mũi, đặc biệt là trong cái tiết trời se lạnh ở ngoài Bắc của mình thì xịt chai nước hoa này rất là hợp đó. Ngọt ngào và nồng nàn, quyến rũ, rất là dễ gây thiện cảm đối với các chị em nếu như mà mọi người xịt ở một lượng vừa đủ đó, đặc biệt là khi đi chơi ở ngoài, ví dụ như đi cà phê hoặc đi tụ tập gì đó, thì mình xịt chai nước hoa này nó rất là dễ gây cái sự dễ chịu, ấm áp trong cái gió lạnh của mùa đông đó. Do đó ở vị trí số 2 mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là Salvatore Ferragamo Uomo. Ở vị trí số 1 đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Parfum de Mali Herald và Parfum de Mali Leighton. Đây là hai chai nước hoa hoàn toàn các anh em có thể sử dụng được trong thu đông. Herald thì nó quá nổi tiếng rồi bởi vì nốt thuốc lá của nó. Đây được đánh giá là chai có thể gọi là xuất sắc nhất của nhà Parfum de Mali. Còn Leighton thì không phải là một cái mùi hương xuất sắc, nó chỉ dạng tốt thôi. Cái điểm mình đánh giá của nó khá nhất có nghĩa là mình nghĩ là cái độ CH của nó, đúng không? Sau khi mà xịt xong thì các bạn có thể đến ở bất kỳ những chỗ nào các bạn đến thì cái độ tỏa hương của nó mình cảm giác là rất là vừa phải, và nó có một cái gì đấy nó rất là khá là thu hút đó. Mùi hương thì không phải là đối với cái dân chơi nước hoa như anh em mình thì có thể ngửi thì không phải là xuất sắc, thế nhưng mà
đối với mọi người xung quanh khi mà ngửi ấy, thì mình nghĩ là nó cũng là một cái gì đó rất là tốt, ghi điểm cho mọi người đó. Cho nên là ở vị trí số 1 mình muốn giới thiệu đến cho anh em bộ đôi sản phẩm của nhà Perfume Bali Herod và Layton. Ngoài ra thì còn một chai nước hoa nữa, bởi vì là do mình đếm nó bị thừa, mình không để ý, hóa ra thành 11 chai lấy ra rồi, thì thôi tiện cũng muốn giới thiệu. Đấy cũng là một trong những gợi ý, đó là Amort Reflection. Chai nước hoa này thì mình cảm giác là nó hợp với mùa thu hơn, bởi vì sau khi mà mình xịt, mình nhớ một lần mình xịt chai nước hoa này thì mọi người khen nó giống như cái mùi hoa ải hương ấy, thì sau này thì mình cũng cảm thấy nó rất là giống. Thì cái reflection này mọi người xịt vào cái thời điểm mùa thu thì cũng rất là ok. Nó bởi vì cái tính đa dụng của mùi hương này, đi chơi, đi làm, muốn làm gì thì làm, thì nó đều rất là hợp. Thì đây cũng là một gợi ý mình nghĩ là không quá tệ của nhà đến từ nhà Amort Reflection. Thì vừa xong mình vừa gợi ý cho anh em 10 chai nước hoa mà mọi người có thể sử dụng trong thu đông. Rất hy vọng có thể giúp được cho mọi người, nếu như mà có anh em nào đang quyết định chọn cho mình một cái mùi hương để chuẩn bị cho mùa lạnh 2019 tới đây. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu anh em cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.